Trần ơi. Hello. Nhà mẹ Hương, Làm hello đi. Bay số hả? Bay số chú? Mà cho chú mấy cho chú đi. Xin xin thêm hành ớt không? Có rồi. Mua hay xin? Xin xin. Rồi sao? Ủa hồi nãy anh thấy là em mua mấy cái trái bí rừng đúng không? Bí quả đúng không? Bí ngòi rồi mua cho leo nữa. Mắc quá trời. Thôi nửa tháng sau chuyển rau vô mua siêu thị. Đang khuyến mãi 14.000 ký mấy rau đó là ăn tha hồ. Quay mà quay. Trời ơi, quay đó, quay cá, quay gì đó. Ra đi mua có xíu rồi 400 mấy không?
mấy 500 đó. Rồi quá, đi mua một lần mấy trăm ngàn thôi. Không mà trời, ăn uống là uống nhiều quá. Bán này mà không xài gì rồi con. Bấm đi chơi tích tiền ra cũng được. Mua hết mà. Không, không.